Xin chào tất cả bà con nhé, chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hội Bất Động Sản Miền Nam. Ngày hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho quý vị, chị quý bà con nếu như đang cần tìm mua nhà để an cư lập nghiệp, nơi đây có một kèo rất là thơm, một căn nhà cực kỳ đẹp mà giá cũng rất là phải chăng. Với diện tích rất là lớn, ngang lên đến 5m, dài 20m và đặc biệt thổ cư là 100%. Mặt tiền đường trước nhà lên đến 16m mặt tiền đường nhựa quý vị nhé, mà giá bán chỉ có 3 tỷ 700 triệu. Nếu như quý vị chị quý bà con mà tài chính còn hạn hẹp thì có thể được hỗ trợ trả góp dài hạn lên đến 30 năm, hỗ trợ trả góp dài hạn qua ngân hàng quý vị nhé. Thì bây giờ quý vị chị quý bà con mà có nhu cầu mua nhà định cư lập nghiệp thì hãy dành cho em Phương 5-3 phút để chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng tham quan chi tiết căn nhà này nhé. Đây là một căn nhà rất là đáng đồng tiền bắt kẹo trong năm 2023 này. Quý vị chị quý bà con có nhu cầu đi coi nhà thì liên hệ với em Phương tới ngã tư Miếu Củ, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương. Alo cho em Phương, em Phương đón. Căn nhà tọa lạc tại đường Phát Đình Giót quý vị nhá. Đường Võ Thị Sáu. Quý vị chị quý bà con cứ tới ủy ban, nói chung là cứ tới ngã tư Miếu Củ. Alo em Phương, em Phương đón nhá. Nhà vị trí cực kỳ là đẹp luôn. Căn nhà này cách chợ chỉ tầm 200m thôi. Đi lại sinh hoạt rất là thuận tiện cho quý vị, chị quý bà con nếu mà đang cần tìm mua nhà để an cư lập nghiệp. Và ngay bây giờ Phương sẽ ra bên ngoài, Phương giới thiệu cơ sở hạ tầng một chút cho quý vị, anh chị quý bà con cùng tham quan về cơ sở hạ tầng trước khi coi tường tận bên trong. Đây quý vị thấy là từ mép cổng nhà mình sang tới mép cổng nhà kia là đúng 16m quý vị nhé, đúng 16m. Mặt tiền đường rộng thênh thang, mặt tiền đường nhựa. Ở đây quý vị có thể mở văn phòng công ty cho thuê hoặc là mua để đầu tư dài hạn, làm của để dành cho con cái sau này cũng rất là tốt. Từ đây xuống tới cầu vượt Gò Dưa, Thủ Đức, chợ đầu mối Thủ Đức chỉ tầm hơn 10 cây thôi, đi lại rất là thuận tiện quý vị nhé. Và đây là toàn cảnh phần mặt tiền của căn nhà, rất là đẹp và cực kỳ là sang trọng. Quý vị chị quý bà con nếu mà đang cần mẫu nhà đẹp thì cứ liên hệ với em Phương để đi coi thực tế nhé. Đó, thiết kế công năng sử dụng sẽ là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, có sân thượng ở bên trên này này, sân thượng và sân để ô tô, có cả phòng ngủ dưới luôn quý vị nhé. Vậy lời đầu tiên bây giờ nhà Phương sẽ giới thiệu cho quý vị chị quý bà con cùng tham quan về cơ sở hạ tầng trước là mặt tiền đường nhựa nhá, và vỉa hè mỗi bên là 4m, sử dụng riêng biệt. Sử dụng thì mình cứ như nhà bên cạnh đây thì vỉa hè nhà đấy xài thôi. Em gọi là cái sân quý vị nhá, bên ngoài cái sân này quý vị có thể để được ô tô này, ngang 5 sâu vô 4 đó, rất là đẹp và cực kỳ là rộng rãi. Và trước khi đi vô trong không gian bên trong nhà thì nhà của chúng ta ở đây sẽ xây full size quý vị nhé. Xây full size mặt tiền ốp nát, đa bóng kính gần như là hết luôn. Trên lan can cũng rất là đẹp và cực kỳ là sang trọng. Cửa bên ngoài chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt. Cửa sắt này sắt mỹ thuật quý vị nhé. Rất là đẹp và cực kỳ là chắc chắn luôn. Bên trong này chúng ta sẽ có cái gara để xe. Gara để xe như thế này, ví dụ là chúng ta đi du lịch hay là đi đâu lâu ngày chúng ta không về, ví dụ 1 tháng 2 tháng, chúng ta đánh xe vô trong không gian này, bắt đầu khóa cổng lại, chúng ta đi chơi là thoải mái luôn, rất là an toàn quý vị nhé. Đó, quý vị thấy đây không gian gara để xe ở đây thì bên em có ốp lát lên cao tới 2m, rất là sạch sẽ quý vị nhé, rất là sạch sẽ với gam màu màu xám. Đó, ốp lên rất là cao, cả bên này nữa cũng có ốp lát luôn. Và gạch nền ở đây quý vị thấy là gạch nền ở đây em sẽ ốp gạch 80x80, rất là đẹp với gạch đá bóng kính nha quý vị. Và tiếp theo đi vô trong không gian phòng khách thì ở đây quý vị thấy là có một lớp cửa kính cường lực sinh pha quý vị nhé. Một lớp cửa sinh pha kính cường lực rất là chắc chắn và thẩm mỹ đẹp. Nhà em thì bên trong này thì quý vị thấy là em đã làm sẵn cả rèm cửa này. Đó, mọi người thấy không? Đấy, rèm cửa nhá. Làm sẵn rèm cửa đầy đủ hết cho quý vị rồi. Trong không gian đây là sẽ là phòng khách này. Phòng khách thì trần thiết kế rất là hiện đại, cực kỳ đẹp. Đây là một mẫu trần rất là mới. Quý vị anh chị nếu mà đang xây nhà thì có thể áp dụng cái, nếu mà thấy cái mẫu này đẹp này thì có thể là làm cho nhà mình theo cái mẫu này nhá. Trần có một cái quạt trần rất là mát. Xung quanh trần thì quý vị thấy là đi đèn đóm rất là nhiều, cho nên là không gian cung cấp ánh sáng cho không gian của phòng khách này nó sẽ rất là thoải mái quý vị nhá. Căn nhà này có được tặng kèm theo nội thất, ví dụ như là một bộ bàn ghế sofa hạng sang như thế này. Rất là đẹp với tông màu cà phê chỉ đen. Đó, một chiếc bàn rất là xinh xắn. Không gian vách sofa ở đây thì quý vị thấy là có các tấm nam sóng vân gỗ và các tấm PC 3D, các họa tiết rất đẹp cho quý vị. Em sẽ bật đèn lên này, bật đèn cho quý vị coi, rất là sáng và cực kỳ là đẹp luôn, rất là dễ thương. Tiếp theo chúng ta sẽ có không gian vách TV ở đây thì quý vị thấy vách TV ở đây thì cũng có đèn đóm trang trí này,
cũng có tủ kệ tivi đầy đủ hết. Quý vị về chỉ cần kê tivi vô là sử dụng thôi. Internet ở đây em đã kéo sẵn rồi quý vị nhé. Đó, có sẵn internet luôn. Cột ở đây thì quý vị thấy là ốp các tấm vân gỗ rất là đẹp, nhìn y chang ốp gỗ thật quý vị nhé. Nhưng mà nó sẽ không bị cong vênh, không bị mối mọt theo thời gian và độ bền cực kỳ là lâu. Đó, rất đẹp luôn, rất là nhiều tủ kệ. Tủ kệ này thì quý vị có thể để trang trí các vật phẩm phong thủy hoặc là trang trí rượu tây vân vân và vân vân. Ở không gian cầu thang này chúng ta còn có một cái tủ trưng bày rượu như thế này nữa này, một tủ trưng bày rượu mini như thế này rất đẹp đúng không quý vị. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái tủ cầu thang, tủ chân cầu thang như thế này, rất đầy đủ đúng không quý vị, rất là xinh xắn. Ở đây bà con có thể trang trí một số cái vật phẩm mini ở đây này, rất là ngon lành nhá. Ok, tiếp theo là không gian cầu thang đi. Cầu thang ở đây thì quý vị sẽ có không gian cầu thang cực kỳ là đẹp đi lên lầu trên. Trụ ở đây sẽ là trụ model của 2023. Trụ này sẽ là tay, ở đây chúng ta sẽ có tay tay 68. Và trụ ở đây chúng ta sẽ có trụ 20. Trụ này rất đẹp nha quý vị. Trụ 20 rất đẹp và rất là thanh cảnh, hợp với không gian nhà ngang 5 mét như thế này. Nó có trụ vẫn hơn không có trụ đúng không? Trụ này chất liệu ở đây sẽ xài cho căn nhà này. Trụ gỗ ở đây chúng ta sẽ có kể cả tay vịn nữa, chúng ta sẽ có gỗ gõ đỏ luôn nhé. Gỗ gõ đỏ rất là sang trọng với kính cường lực trụ inox 304. Đó, trụ inox luôn. Đấy. Ốp gỗ này sẽ là gỗ căm xe quý vị nhé. Đó, 304 này. Quý vị nhìn thấy không? Đó, 304 nhá. Rất là sáng và rất là sạch. Tay là tay 67 nhá, tay oval quý vị nhá. Tay oval rất đẹp đúng không? Tay 67. 68, sorry. Ở đây thì cầu thang thì quý vị thấy cầu thang có một chiếc cầu thang đi lầu trên 21 bậc. Rất là xinh xắn. Chân đen cổ trắng. Đá đen kim sa. Rất sang trọng và lịch sự. Đó, đây là không gian trên sân thượng. Trên kia thì có cả giếng trời để lấy gió lên sáng quý vị nhá. Không gian giếng trời rất là sáng luôn cho ngôi nhà này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một không gian nhà bếp ở đây. Quý vị thấy không gian nhà bếp rất to luôn nha. Ở đây quý vị còn được tặng kèm một bộ bàn ăn 6 ghế như thế này, kết hợp với tủ bếp trên và dưới đã được làm sẵn đầy đủ hết ga đường rét. Một không gian nhà bếp rất là đẹp, thích hợp cho chị em phụ nữ trổ tài nấu ăn sau những ngày lao động vất vả, gia đình cùng nhau quây quần bên bữa ăn hàng ngày. Rất là hợp lý đúng không? Một cái bàn rất là xinh xắn như thế này. Mặt ở đây chúng ta sẽ có mặt đá luôn. Gỗ ở đây chúng ta sẽ có chất liệu là gỗ thịt, gỗ sồi. Bàn ghế này rất đẹp không quý vị? Đó, rất là sang trọng. Và review một chút về không gian nhà bếp thì ở đây thì quý vị thấy là đã được làm sẵn cả cái chậu rửa chén như thế này. Chậu rửa chén bằng chất liệu inox 304 rất đẹp với mặt đá nhé. Đá ở đây chúng ta sẽ có đá hoa cương, đá đen. Rồi có cả kính bếp luôn nhé. Kính bếp rất là sang trọng và dễ vệ sinh, cực kỳ đẳng cấp luôn. Tủ bếp ở đây thì quý vị thấy là tủ bếp thì chất liệu ở đây có tủ gỗ ở đây gần kiểu gỗ ăn cường á. Cánh thì quý vị thấy là ở đây có phủ ceramic rất đẹp nha quý vị. Cánh phủ ceramic rất là bóng. Cả cánh bên dưới cũng thế thôi. Ok, tiếp theo thì một điểm cộng cho căn nhà này, quý vị thấy là có cả một cái phòng ngủ ở dưới. Dành cho những gia đình nào mà cần có phòng ngủ ở dưới. Thường là những gia đình có cha mẹ già thì hay cần phòng ngủ ở dưới như thế này nhé. Thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời đúng không? Giá rất là rẻ, chỉ có 3 tỷ 700 triệu thì quý vị sở hữu căn nhà lầu trệt và diện tích ngang tới cả 5m, dài 20m quý vị nhé. Đã thế là thổ cư lại là cả 100% nữa. Thì còn ngại ngùng gì, hãy liên hệ ngay với em Phương để coi thực tế căn nhà này nhé. Một căn nhà rất là đẹp và đào đốc tiền bật gạo tặng full nội thất luôn. Đây quý vị thấy này, có tủ quần áo này, tủ quần áo rất là to và một cái giường mét 6 ở đây. Đó, rất là đẹp. Nền ở đây ốp nam rất tuyệt vời luôn. Cửa ở đây chúng ta sẽ có cửa nhựa composite này. Đấy, cửa nhựa nhá. Cửa nhựa. Còn là từ chỗ này trở về phía sau này quý vị thấy là có được ốp lên cao mét 2. Rất đẹp, rất sạch sẽ. Rồi có đóng chỉ trang trí không gian xung nối dưới này. Phía sau này chúng ta sẽ có một cái bức tranh. Tranh này là tranh đá quý vị nhé, ghép lên bởi các tấm đá đó. Nguyên một cái đầu này, tranh đá quý vị nhé. Nhìn rất là mát mắt và lịch sự. Ở đây thì quý vị thấy là có chậu rửa mặt. Bàn thì bàn đá luôn.
rồi chậu sứ như quý vị, thì có cả một cái gương điện nữa này, rất là sang. Ở không gian phía cuối nhà này chúng ta sẽ có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh lầu dưới dành cho không gian lầu bên dưới, còn bên trên sẽ có nhà vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh này thì có vòi tắm sen sẽ tới sân thuyền nhé, rất cao cấp đúng không, bồn cầu liền khối rất là xinh xắn. Tiếp theo thì mời quý vị cùng theo chân em Phương lên lầu trên, chúng ta sẽ cùng tham quan lầu trên. Một căn nhà rất là đẹp đúng không bà con? Nếu mà thấy căn nhà đẹp thì tặng cho em Phương một like nhá. Ai mà đang coi được video của em Phương ấy thì tặng cho em Phương một like nhé. Tiếp gì một like cho căn nhà đẹp như thế này đúng không? Rồi bà con có thể cho em Phương xin nhận xét ở phần bình luận bên dưới. Mẫu nhà này cần phải làm thêm cái gì hay là có cái cao kiến gì hay thì cho em xin chút nhận xét ở phần bình luận bên dưới nhá. Bà con nhớ để lại coi video, nhớ để lại bình luận cho em Phương để chúng ta cùng nhau hợp tác rồi cải tiến những căn nhà trong tương lai nó thêm đẹp, được đẹp hơn, thêm được sang trọng hơn. Đấy quý vị thấy không, không gian nhà ngang 5m chỗ khác nhìn nó rất là rộng rãi, rộng thênh thang mà giá rất là rẻ, chỉ có 3 tỷ 700 triệu thời điểm này. Nếu mà giá này thì quý vị anh chị chỉ có mua được ở những căn nhà khác quay đây mọi khi em hay review á, một số căn nhà chỉ có mua được cái diện mà ngang 4 dài 15 4 dài 16 thôi. Đấy, tầm tiền này mọi khi em review chỉ có nhà cỡ đó thôi. Còn nay căn nhà này ngang 5 dài 20, cách ngã tư Nguyễn Ông Cổ có tầm hơn cây số thôi mà giá nó chỉ có 3 tỷ mấy thôi nhá, mà đường to rộng thênh thang luôn, ngay gần chợ nữa. Tại vì căn nhà này cuối năm là bên em thanh lý bán giá rẻ thôi, thành ra là giá nó như thế này. Thì quý vị anh chị, quý bà con cứ mạnh dạn này liên hệ với em Phương để đi coi thực tế căn nhà này nhá, nó đảm bảo sẽ rất hay, làm quý vị rất hài lòng luôn. Đấy, ở đây là lầu trên này. Lầu trên này thì em sẽ review nhưng mà không có đèn đi, để cho bà con dễ dàng hình dung không gian bên trên nó sáng như thế nào. Review ngắn gọn thôi, lầu trên đây. Ở dưới thì quý vị thấy là không gian này thì có một cái phòng thờ này. Không gian phòng thờ ở đây cũng được này, hoặc làm phòng sinh hoạt chung cũng được này, phòng tập thể dục cũng được nhá, không thành vấn đề. Ở phía sau này chúng ta sẽ có một cái phòng phòng ngủ dành cho không gian phía sau nhà. Phòng ngủ số 2 cũng full nội thất, có tủ này, rồi có giường này, có nhà vệ sinh khép kín. Nhà vệ sinh khép kín này rất là đẹp luôn. Trong đó hơi tối thì em không review tại vì quên là em bật không bật đèn ở bên dưới, sorry bà con nhá. Rồi quý vị thấy là không gian phía sau nhà này thì cũng có một cái nhà vệ sinh này, giếng trời để thông tầng xuống dưới để lấy gió đánh sáng. Phần giếng trời thì ốp đát rất sạch sẽ nhá, ốp đát gạch rất sạch sẽ. Có cái nhà vệ sinh phía sau này, chậu rửa mặt để bên ngoài, phòng ngủ có cả cửa sổ luôn, phòng ngủ số 2 đó. Rồi ở đây sẽ là phòng ngủ số 3 quý vị nhé. Phòng ngủ số 3 thì cũng tặng nội thất luôn cho quý vị, đầy đủ hết đó. Căn nhà này lúc trước bên em đang bán là 3 tỷ 9 nhá, nhưng mà bữa nay thì bán chỉ vậy thôi, thu hồi vốn giá đó bớt cho quý vị là 200 triệu rồi, cho nên là với có cái giá là 3 tỷ 7 đó. Để mọi người liên hệ với em để đi coi thực tế nhá. Phòng ngủ số 3 đấy rộng thênh thang luôn. Còn đây là phòng ngủ số 4 này. Quên, phòng thờ, sorry bà con. Phòng thờ này, quý vị nếu mà không làm phòng thờ thì vẫn có thể ngăn thành một phòng ngủ được nhá. Đấy mọi người thấy không, bên ngoài đây là cái sân này. Ra đến sân chơi thì quý vị thấy ở đây có một bộ bàn ghế đá để sẵn đây rồi. Ra đây ngồi uống trà uống nước thì châm hết luôn nhá, không phải lăn tăn vấn đề gì cả. Rất là đẹp, cực kỳ rộng rãi, sạch sẽ. Đấy mọi người thấy không, bên cạnh người ta ở rồi nhá. Đấy, trên đây nhìn xuống thì mọi người thấy là rộng thênh thang, quá là đẹp, quá là sắc nét đúng không quý vị. Đấy, bộ bàn ghế đá ở đây rộng thênh thang nhá, đài chữ A rất đẹp. Bên đây có cái cửa phụ cửa sổ này, rất xinh xắn nhá quý vị. Đấy, tiếc gì một nai cho căn nhà đẹp như thế này đúng không. Mọi người hãy liên hệ ngay với em Phương coi thực tế căn nhà này nhá, nhanh lên thì còn. Tầm này là giá nhà cửa khu vực này rất là rẻ thôi nhá, cho nên là bà con ngại ngùng gì mà không sở hữu cho mình một căn nhà đẹp đúng không. Như thế này về ở an cư lập nghiệp thì quá là yên tâm luôn. Rồi, nói chung là em xin cảm ơn tất cả bà con đã dành thời gian cho em Phương để coi hết clip này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con ở clip tiếp theo vào mỗi 7 đến 8 giờ tối hàng ngày trên kênh Hội Bất Động Sản Việt Nam.
nơi quy tụ rất là nhiều mẫu nhà đẹp của anh em hội bất động sản Việt Nam tự thiết kế và tự thi công, tự trang trí, nói chung là tự làm được hết từ A đến Z. Thành ra là mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhé. Và cái đặc biệt nữa là mua bán chính chủ, không phải có trung gian. Thành ra là bà con cứ liên hệ trực tiếp với em là sẽ không phải mất thêm bất kể một chi phí gì khác ngoài cái giá bán đó. Giá bán nó là giá bán bao hết thuế phí đầy đủ cho quý vị nhé. Rất đẹp và cực kỳ hoành tráng luôn. Tôi xin cảm ơn, chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín. Nếu các nhà này chưa nghĩ thì mọi người có thể vào kho video của em Phương rồi coi thêm các mẫu nhà khác nhé. Mọi người chỉ cần gõ chữ hội bất động sản Việt Nam ra là sẽ ra rất là nhiều mẫu nhà đẹp cho bà con cùng tham quan, chữ bất động sản các bạn viết tắt nhé. Liên hệ với em Phương trực tiếp qua số điện thoại 0399 909 881 để mọi người có thể đi coi nhà thực tế nhé. Xin cảm ơn.